Xin chào tất cả các bạn, mình là Nghĩa, chuyên viên tư vấn và chăm sóc sức khỏe của SieuPet. Video hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bảng giá của dòng chó Chow Chow tại thị trường Việt Nam nhé. Nói qua một chút về cái dòng chó Chow Chow thì đây là một dòng chó có xuất xứ từ Trung Quốc. Kích thước khi trưởng thành của chúng sẽ rơi vào khoảng từ 20 cho đến 30 kg. Màu lông của dòng cú này thì nó cũng khá là đa dạng, ví dụ như là màu đen này, màu vàng này, màu lô đỏ hay là màu kem. Đặc biệt ấy, là lưỡi của dòng Chow Chow thì nó sẽ có màu xanh đen mọi người nhá, chứ nó không có cái màu kiểu màu hồng như là các dòng cú cảnh khác đâu. Hiện nay ấy, thì cái dòng chó Chow Chow này ở thị trường Việt Nam mình ấy, nó cũng không được phổ biến cho lắm, bởi vì khí hậu này và cách chăm sóc của dòng chó này nó cũng khá là tốn kém và vất vả một chút. Đấy, nên là mức giá của dòng chó này ở thị trường Việt Nam ấy, nó cũng khá là cao. Nếu mà các bạn mua ở cái hộ gia đình, hộ dân ấy, thì mức giá của nó cũng sẽ rơi vào khoảng từ 6 cho đến 8 triệu đồng một bé. Thứ hai là nếu mà mọi người mua ở các trại nhân giống ấy, thì đối với các trại, mức giá của nó sẽ rơi vào khoảng từ 8 cho đến 12 triệu đồng một bé. Và nếu mà mọi người mua ở các shop ấy, thì mức giá của nó cũng sẽ rơi vào khoảng từ 18 cho đến 25 triệu đồng một bé nhé. Và đặc biệt là nếu mà mọi người muốn mua các bé mà Chow Chow có nguồn gốc là nhập ngoại ấy, ví dụ như là nhập Thái này, nhập Trung Quốc này, đó, hoặc là nhập Âu này, thì mức giá của nó cũng sẽ cao hơn rất là nhiều so với mức giá ở thị trường Việt Nam nhé. Đây là cái bảng giá của chó Chow Chow tại Việt Nam mình. Nếu có thắc mắc gì các bạn có thể comment ở dưới, mình sẽ giải đáp các thắc mắc của các bạn. Bye bye mọi người nha.